Xin chào các bạn, tôi đang ngồi trong chiếc xe Toyota Fortuner. Đây là phiên bản có thể nói là bán chạy nhất của dòng Fortuner tại Việt Nam trong vòng khoảng 1 năm qua kể từ thời điểm mà nó ra mắt. Đó chính là Toyota Fortuner. Đây là phiên bản máy dầu số tự động một cầu, sử dụng động cơ 2.4 lít đi kèm với hộp số tự động 6 cấp, động cơ dầu, diesel, và dĩ nhiên rồi nó sẽ rất tiết kiệm nhiên liệu. Ở cái phiên bản 2.4 mà Toyota đang phân phối này thì trước đây nó là phiên bản nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia, và ở thời điểm hiện tại khi mà tôi làm cái video này thì nó là một chiếc xe được lắp ráp tại Việt Nam, lắp ráp trên Vĩnh Phúc. Tuy nhiên thì hầu hết cái phụ tùng và máy khung gầm đều là nhập khẩu hết. Toyota Việt Nam sẽ chỉ chịu trách nhiệm sơn và bố trí đi một số cái đường dây điện, ngay cả lốp cũng là đi nhập, và ắc quy thì là ắc quy sản xuất tại Việt Nam, sản xuất trên một dây chuyền có thể nói là tiêu chuẩn của Đông Nam Á. Do đó tôi có thể khẳng định với các bạn chất lượng của chiếc xe lắp ráp tại Việt Nam này nó tương đương 100% với xe được lắp ráp tại Indonesia trước đây. Tránh những thắc mắc của khách hàng về việc là tại sao chiếc Fortuner này nó lại lắp ráp trong nước, thì không biết là chất lượng của nó có khác gì so với xe nhập khẩu hay không, thì tôi khẳng định luôn là nó không khác gì cả. Và với phiên bản lắp ráp này thì Toyota chỉ điều chỉnh một chút duy nhất thôi, đó chính là cái việc mà bổ sung sẵn cái camera lùi trên cái xe Fortuner này. Ở phiên bản này thì chúng ta sẽ có một số cái tính năng có thể nói là dừng lại ở mức độ khá là ổn, bởi vì Toyota thì vẫn vậy mà. Đối với cùng một phân khúc, cùng một mức giá tiền tương đương thì xe Toyota nó sẽ chỉ tập trung vào hai yếu tố chính. Thứ nhất đó chính là cái sự vận hành bền bỉ và tiết kiệm nhiên liệu. Đó là hai cái vấn đề mà Toyota coi trọng nhất. Gần đây thì những chiếc Fortuner này nó được bổ sung thêm những cái tính năng an toàn theo tiêu chuẩn của NCAP 5 sao châu Á. Những cái tính năng này bao gồm gì? Thứ nhất đó là cân bằng điện tử, chắc chắn là không thể nào dễ lật như trước đây tin đồn được nữa. Thứ hai là bảy túi khí này, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, phanh ABS 4 bánh, EBD, tất cả các thứ đều được trang bị đầy đủ hết. Và đó là một trong những cái lý do mà khiến cho chiếc Fortuner này nó càng ngày nó lại càng được khách hàng tin dùng. Bây giờ thì tôi đang cầm lái ở trên đường Hà Nội, và với cái mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình mà chiếc xe này đang báo, nó rơi vào khoảng tầm 9,8 lít cho 100 km đường Hà Nội đang mở điều hòa như thế này, thì tôi nghĩ con số này là một con số rất là ấn tượng đối với một chiếc xe có thể nói là to xác như thế này. Chiếc Fortuner này thì được rất nhiều khách hàng ưa thích này. Họ thích thứ nhất là phải to, cao, Toyota và Fortuner thì nó vẫn nổi tiếng từ trước đến nay rồi. Thứ hai, khách hàng mà di chuyển nhiều thì máy dầu này là một trong những lợi thế rất là tốt, bởi vì chúng ta sẽ tiết kiệm được rất nhiều cái chi phí về nhiên liệu. Thứ ba, hộp số tự động bao giờ cũng dễ sử dụng hơn số già. Và tổng hợp những yếu tố đó lại, chiếc Fortuner máy dầu số tự động này có lý do để bán chạy. Đó. Mặc dù nó chỉ là cái động cơ 2.4 lít máy dầu dẫn động một cầu sau số tự động 6 cấp, tuy nhiên thì nó vẫn có thể mang lại những cái cảm giác, thậm chí là những cái công suất mạnh ở thời điểm hiện tại nếu các bạn chuyển sang cái chế độ lái Power Mode thay vì Eco để tiết kiệm nhiên liệu. Nói chung là chiếc xe này nó cũng đáp ứng gần như là đầy đủ những cái nhu cầu của khách hàng. Nếu bạn mà thường xuyên di chuyển trên những cung đường khó, đường đồi núi thì hãy nghĩ đến chuyện mua chiếc Fortuner 2 cầu, và Toyota cũng đã có sẵn. Hiện đại bây giờ Fortuner có tới 5-6 phiên bản gì đó, máy xăng, máy dầu gần như là đầy đủ cả. Thật ra chiếc Fortuner phiên bản này thì cũng không phải là nó quá hoàn thiện đâu, nó vẫn có những cái thứ mà chúng ta cần phải thay đổi một chút. Thì bây giờ đấy, tôi sẽ cho các bạn xem này, những cái thứ mà tôi cảm thấy chưa hài lòng về mẫu Fortuner này. Toàn bộ cái khoang không gian cabin này, đây tôi cho các bạn xem luôn này. Đây mời các bạn, toàn bộ cái khoang không gian này gần như tôi không chê điểm gì cả. Vô lăng, tay lái các thứ tôi nghĩ là ổn,
bọc da khá là mềm, và đặc biệt thậm chí là nó còn được ốp gỗ luôn. Đây là một điểm đáng khen của Fortuner. Màn hình rất là dễ quan sát. Lẫy chuyển số trên vô lăng này cũng đã được trang bị đầy đủ hết rồi. Các bạn thích thì có thể chuyển sang chế độ lái bán thể thao cũng được. Đó. Các nút bấm trên này được tích hợp và điều khiển rất là trực quan, dễ sử dụng. Tầm quan sát thì đây, tôi sẽ để cái này nó ngang với mắt tôi luôn cho các bạn nhìn. Đây chính là tầm quan sát trên Fortuner này. Cực kỳ rộng luôn. Cao. Đó. Cột chữ A này nó cũng rất là thoáng, các bạn nhìn ra. Rồi, nhưng cái điểm mà tôi không thích ở mẫu Fortuner này, có thể nói là một điểm yếu chết người luôn, đó chính là, các bạn nhìn này, ở cái hệ thống điều khiển trung tâm này, chúng ta cũng có sẵn màn hình DVD đấy. Thế nhưng mà cái này thì không phải là hoàn hảo. Màn hình này này, mặc dù nó là full cảm ứng, chất lượng thì chắc chắn là tốt rồi, bởi vì Toyota đặt hàng riêng sản xuất mà, cổng kết nối các thứ đầy đủ hết. Nhưng hơi tiếc vì nó chưa được có cái tính năng dẫn đường. Đó là một điểm rất quan trọng. Cái thứ hai là hệ thống kết nối tiên tiến nhất hiện nay, đó chính là Apple CarPlay và Android Auto, thì cái màn DVD này cũng chưa được trang bị. Ngoài ra như các bạn đã có thể đang nhìn thấy này, cái màn hình nó hơi nhỏ, nó đặt lọt luôn vào trong cái khoang không gian này. Đó, nó gây một cái sự có thể nói là cũng không thật sự dễ chịu. Cái điểm tiếp theo nữa mà tôi cảm thấy không hài lòng ở cái mẫu xe này, đó chính là cái hệ thống điều hòa. Đây các bạn thấy này, điều hòa chỉnh cơ với vô số những cái nút xoay 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 xoay, rất là đặc trưng của Toyota này. Vừa rồi thì Toyota Avanza cũng đã ra mắt, và cái mẫu xe rẻ hơn Fortuner này rất nhiều, coi như rẻ một nửa đi, nó đã được trang bị lại toàn bộ hệ thống này tiên tiến hơn với những cái nút bấm giả cảm ứng rất là đẹp. Và hy vọng là sắp tới thì Fortuner cũng sẽ thay đổi cái khu vực này. Còn phía dưới này chúng ta đều được ốp gỗ hết rồi. Những cái chi tiết này được bố trí rất là ổn định. Đây, cái vị trí phanh tay này thì có nhiều khách hàng cũng có lẽ là các bạn sẽ thích cái phanh tay điện tử với cái chức năng auto hold, giữ phanh thông minh. Tuy nhiên là tôi nghĩ là ở cái mức giá như thế này, sấp xỉ gần 1 tỷ mốt, thì thật khó để có thể Fortuner được trang bị cái tính năng như vậy. Và chúng ta sẽ đón chờ ở trong những cái bản nâng cấp tiếp theo. Đó, vậy là tổng hợp lại tôi có một số cái tính năng không hài lòng này. Thứ nhất là màn hình DVD, thứ hai là điều hòa chỉnh cơ. Đó là hai cái điều mà tôi cảm thấy không ưng ở cái mẫu xe này thôi. Còn lại tất cả những cái tính năng khác thì các bạn nhìn khoang, lại khoang cabin này, tất cả những cái chi tiết thì chúng ta đều được bọc da ốp gỗ đầy đủ hết rồi. Đó, thì tôi nghĩ là sẽ ổn thôi. Chiếc Fortuner này thì đang được bán với mức giá niêm yết là 1 tỷ 096 triệu, chưa bao gồm các chi phí lăn bánh thuế, trước bạ biển số là chưa có, và cũng bao gồm và cũng chưa bao gồm cả cái chi phí khuyến mại luôn. Thì thông tin chi tiết về mẫu xe này, giá bán, lăn bánh, thủ tục trả góp như thế nào thì quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp với tôi là Nghĩa, phụ trách bán hàng tại Toyota Thăng Long. Và nếu các bạn trong khu vực phía Nam thì có thể liên hệ với số hotline phía Nam mà tôi đã đính kèm trên video. Xin chào, xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý bạn ở trong những video clip tiếp theo. Xin cảm ơn ạ.